Xin chào các bạn, mình là công ty Tài chính Jack, đang hỗ trợ trợ góp tại các hệ thống Hồng Đức. Thì trong tháng 5 này thì mình có rất là nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi cho các dòng xe, và đặc biệt đó là dòng xe Winner. Thủ tục cực kỳ đơn giản, có nghĩa là mình chỉ cần là chứng minh nhân dân, hộ khẩu, cộng với hóa đơn điện nước tháng gần nhất, chỉ cần 3 điều kiện trên trùng địa chỉ với nhau thì chúng ta sẽ mua được xe Winner với lãi suất cực kỳ hấp dẫn. Đó là không trả trước và lãi suất chỉ là 1,49%. Kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình sẽ đi cập nhật cái giá xe Winner trong tháng 5 này lại cho các bạn cùng xem nha. Thì mình có đi đến cửa hàng Honda Hồng Đức ở thành phố Cần Thơ. Thì mình cập nhật lại để cho các bạn tham khảo, và mình hỏi luôn cái thông tin là chiếc Winner mới đó khi nào có ra mắt. Rồi mời các bạn cùng theo dõi nha. Xe mình hôm nay là giá làm sao em? Xe mình á thì hôm nay giá nó chia thành hai phiên bản, là phiên bản cao cấp với phiên bản tiêu chuẩn. Phiên bản cao cấp á thì nó giá nó là 46.490, giảm 1.500.000, nó còn 44.990, là giống như là 45 triệu. Còn bản tiêu chuẩn á, thì nó là giá của nó là 45.990, giảm 4 triệu, còn lại là 41.990. Kèm theo đó là bộ quà tặng bao gồm á, trị giá 1 triệu, bao gồm là nón bảo hiểm, áo gió, áo mưa, 4 lít xăng chia làm 2 lần đổ, đây là móc khóa, thẻ VIP, giảm 30% phụ kiện, 30% phủ nano quấn ống xăng. Những lần kiểm tra định kỳ lần 1, lần 3, lần 5, lần 8, những lần đó mình sẽ được giảm giá nhất 50%. Ngoài cái màu độ và cái bản tiêu chuẩn á, với cái bản đặc biệt thì bên em còn có cái bản là bản độ. Cái màu độ đó là màu độ đấu tem. Thì đấu tem đó thì mình cộng thêm 2 triệu nữa để mình được cái bộ đấu tem đó, nhưng mà mình sẽ được bảo hành tới 3 năm lận. Cơ bản là đây là cái này là màu độ đó ha. Dạ đúng rồi. Đấu tem này. Tem đó là tem chìm. Không phải màu là sơn theo ý thích hay sao? Cái màu này là độ theo ba game của Honda. Trong giấy rồi sao em? Trong giấy tờ thì sẽ dựa theo cái màu mà cái màu gốc của chiếc xe rồi mình làm giấy. Rồi có thay đổi trong giấy, ví dụ như cái màu màu đỏ đi. Dạ. Màu đỏ đen này đi. Dạ. Mà trong giấy là ghi là màu của màu đó, gốc là màu gì, màu đen hả? Gốc của nó sẽ là màu đỏ đen và là màu đen nhám. Thì cái từ cái màu gốc đó thì theo cái hộ khẩu của mình á, vùng miền mình đâu thì mình sẽ làm giấy đổi màu. Là bên em đổi màu cho khách luôn. Dạ, là bên em sẽ làm giấy đó luôn. Là hợp lệ luôn, chạy công an không có nói gì hết. Dạ đúng rồi anh. Là từ ban đầu mình đi đăng ký luôn. Dạ. Chứ không có làm từ khi mà mình thanh toán tiền luôn. Hồ sơ gốc luôn. Dạ. Đổi màu luôn nha các bạn, như mình muốn thích màu khác là đổi được không? Mình muốn thích màu khác á thì nếu mà anh mua cái bản tiêu chuẩn, anh ra ngoài anh độ thì cái đó em không làm giấy được. Nhưng mà trong cửa hàng anh em á thì có ba game sẵn, có màu sắc sẵn. Nếu mình thích màu đó thì em sẽ làm giấy cho mình. Bây giờ các màu của em có nào anh tả em nói anh thử nghe. Dạ thì nó sẽ có màu đen đỏ nè, màu vàng đen nè, màu đỏ nha. Rồi màu xanh trắng nè, rồi màu đỏ trắng nè. Xanh lá đồ có không em? Dạ xanh lá thì các bạn nó cũng có luôn anh. Vậy là có nghĩa là các bạn lại đây là có cái catalog sẵn màu độ. Dạ. Mà mình làm giấy được. Những cái màu độ mà mình muốn độ á thì ví dụ như ở cửa hàng em không có thì em sẽ nhận cọc lại và độ cho mình. Là cộng vô 2 triệu thôi, bất kỳ chiếc nào á mình mua cái bản tiêu chuẩn rồi. Dạ. Là sơn lại, có nghĩa là cái đó là sơn lại hết á. Sơn là sơn toàn bộ hay là sơn sao em? Dạ, sơn là sơn toàn bộ xe. Sơn toàn bộ hết, ví dụ như đen là vẫn là đổi lại màu đen là vẫn cũ lên luôn, chứ không có chỗ nào mà sơn cành sơn đỏ thì sơn đúng không? Dạ. Có nghĩa là sơn lại hết. Đây nè. Đây là cái này của em luôn nè. Rồi em nói cái quấn ống xăng nano là sao anh? Dạ, cái phủ nano á, cái nano là cái công nghệ trên ô tô. Hiện tại thì nó đem xuống xe máy của mình, cái phủ nano nó sẽ làm bảo vệ cái màu sơn của mình, đi mưa đi nắng nó bị xuống màu. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai á thì nó sẽ làm cái màu sơn của mình bóng sáng đẹp hơn khi đi ra ngoài nắng, cũng như á là mình đậu ở đâu đó trong ngoài mưa ngoài nắng thì nó mưa xuống axit nó không ăn cái màu sơn của mình. Cái ống xăng á là cái ống xăng là chỉ có quấn trên khung xe, khung xăng điện tử. Ví dụ như khung xăng điện tử ở trong nó sẽ có một đường dây bơm ống xăng, là cái đường dây đó bằng nhựa, thì bên em á là quấn ống xăng lại bằng dây đồng, bảo vệ cái ống xăng của mình khỏi bị chuột bọ nó cắn, với lại là mình chạy thời gian dài của nó không bị giãn nở, không có bị xì xăng.
Dạ. Ống này á thì phía trong của nó bằng nhựa, còn cái này thì bên công ty của em á là nó quấn lại bằng dây đồng thì nó bảo vệ cái ống xăng của mình trọn đời xe. À, cái này là bình thường là mình quấn là nhiêu tiền? Cái này á thì theo dòng xe thì nó có giá tiền khác nhau nhưng mà sẽ được giảm 30%. Giảm 30%, ví dụ như chiếc Winner là quấn bằng nhiêu tiền? Dạ, chiếc Winner thì nó quấn thì nó khoảng 180.000, nhưng mà mình sẽ được bảo vệ cái ống xăng của mình khỏi cái tác nhân bên ngoài á. À đây nè quấn nha các bạn, 180 nhưng mà được giảm 30. Thì coi như còn khoảng giá 180.000 là đã giảm rồi. À giảm rồi ha. Dạ. Rồi đây có cái quấn ống xăng nè. Nó bảo vệ cái ống xăng của mình á. Rồi. Rồi ok. À, tất cả các tem ví dụ như giờ cái bảng này là tiêu chuẩn nè. Dạ. Bảng thể thao nè ha. Dạ. Còn lại 41.990. Dạ đúng rồi. Rồi. Rồi các bạn nào mà có nhu cầu về xe đó thì liên hệ với bạn Hậu nha. Ủa bạn xin lỗi. Liên hệ với bạn Quy. Quy cho xin số điện thoại luôn Quy ơi. Dạ, số điện thoại của em là 0968 300367. À. Rồi các bạn nào mà có xem clip này và có nhu cầu mua chiếc Winner trong tháng 5 này đó thì liên hệ với bạn Quy. Thì bạn Quy sẽ tư vấn thêm về các màu độ, về các chương trình đồ khuyến mãi rồi nha cho các bạn nha, về các địa phương đồ này nọ là mình độ màu được hết luôn ha. Dạ các địa phương á thì nó sẽ tùy theo địa phương mà nó cái chính sách nó khác nhau, nhưng mà trên cơ bản á thì nó được ở vòng xung quanh những huyện ở Cần Thơ là đều xài màu độ được hết, yêu cầu nó trùng với cái màu sân xe. À có nghĩa là mà nhiều địa phương nữa là có khi địa phương ở chỗ khác là công an không cho đổi hay sao? Dạ đúng rồi, có những chỗ khác thì công an nó hơi khó xíu, nhưng mà nếu mà mình làm đúng màu sắc với giấy tờ đăng kiểm á thì nó sẽ được ok. Chứ không phải là mình xin là màu gì nó đổi cũng được hết hả? Dạ ví dụ như ở Cần Thơ á thì mình có thể làm giấy đổi màu, còn ở màu nào? Dạ còn ở Bạc Liêu á thì nó hơi khó xíu. Rồi cái thông tin mình chiếc Winner mà bản 2.0 đó em. Dạ. Mình có khoảng tháng mấy mình có em? Hiện tại thì thông tin về chiếc Winner 2.0 á thì tụi em nghe nói là chắc khoảng tháng 6 tháng 7 nó sẽ ra mắt, nhưng mà cái thông tin về hàng là chưa có. À, bán chính thức thì chưa biết ngày nào đúng không? Dạ. Thì như một số bạn thì như bạn Quy chia sẻ đó thì cũng có nắm bắt được thông tin là khoảng tháng 6 đến tháng 7 đó hả Quy? Dạ. Trong năm nay ha. Dạ, tối đa là cuối năm chứ không là phải có thương bản mới đúng không? Dạ. Cái đó là thông tin thôi. Tại vì khi nào mà nó công bố Winner 2.0 thì nó sẽ thông báo họp báo. Ừ. Dạ. Thì khi đó là khi mà có họp báo là mình sẽ thông tin đến các bạn luôn nha. Thì khi đó thì có gì Quy có là thông tin cho anh liền nha Quy. Dạ. À. Rồi. Rồi cảm ơn em đã hỗ trợ nha. Dạ. Rồi xin chào các bạn, mình là công ty Tài chính Zac. Đang hỗ trợ trợ góp tại các hệ thống Hồng Đức. Thì trong tháng 5 này thì mình có rất là nhiều chương trình ưu đãi khuyến mãi cho các dòng xe, và đặc biệt đó là dòng xe Winner. Thủ tục cực kỳ đơn giản, có nghĩa là mình chỉ cần là chứng minh nhân dân, hộ khẩu cộng với hóa đơn điện nước tháng gần nhất, chỉ cần 3 điều kiện trên trùng địa chỉ với nhau thì chúng ta sẽ mua được xe Winner với lãi suất cực kỳ hấp dẫn, đó là không trả trước và lãi suất chỉ là 1,49%. Số điện thoại liên hệ của chúng mình là 0292 360 3110, và riêng dòng xe Winner thì còn rất nhiều dòng xe có thể các bạn không trả trước được là Blade, Way Alpha, Way RX, Vision và Airblade. Cảm ơn các bạn rất nhiều ạ. Em nói rõ hơn cái chỗ không trả trước cho anh thử cái kỹ là cái. Thủ tục không trả trước thì cực kỳ đơn giản, các bạn chỉ cần chứng minh nhân dân, hộ khẩu và hóa đơn điện hoặc nước tháng gần nhất, 3 điều kiện trên cùng địa chỉ với nhau thì chúng ta có thể là không trả trước được rồi ạ. Không trả trước là không trả ngàn nào hết hả em? Đúng em,
có nghĩa là mình chỉ cần ra mình làm thủ tục, mình duyệt hồ sơ là mình không cần trợ cho dây 100% giá trị chiếc xe. Dạ chính xác, đó là mình chỉ cần đi đóng trước bạ thôi. Đúng rồi, cái phần trước bạ là bản số này thì không có cho vay. Đúng rồi. À rồi hộ khẩu là ở đâu mới được em? Hộ khẩu thì tất cả các tỉnh đều được anh, chỉ cần chứng minh nhân dân, hộ khẩu và hóa đơn điện nước trùng địa chỉ với nhau thì chúng ta có thể mua xe được, không trả trước được ạ. Không trả trước như vậy rồi mình cà quẹt thì mình không có được giữ đúng không em, cà quẹt gốc? Đúng rồi, tụi em sẽ cung cấp cho anh giấy đi đường và cà quẹt photo công chứng, nó đều hợp lệ để mình lưu thông xe anh nhé. À cái vấn đề nữa là bây giờ là nếu vậy thì cái lãi suất nó làm sao em? Lãi suất nó cực kỳ thấp anh, nó chỉ là 1.49% thôi ạ. À bây giờ vậy em ví dụ cho cái chiếc mà Winner đi. Winner đây, nói sơ bộ để coi trả hàng tháng nhiêu tiền sơ bộ. Em ví dụ Winner màu cơ bản nhất của mình ha, đó là giá xe nó là 41.990.000 đồng, thì em ví dụ là mình trả 18 tháng là xe mình không trả trước nha, với lãi suất 1.49% thì 18 tháng mình đóng chỉ có 2.967.000 đồng, 20 tháng là 2.737.000 đồng, 24 tháng là 2.391.000 đồng, 30 tháng là 2.051.000 đồng, và cuối cùng 36 tháng là 1.828.000 đồng ạ. Vậy là cho cái vay cái mốc tối đa tới 36 tháng luôn ha em? Chính xác, và lãi suất chỉ có 1.49% thôi nhé. À vậy là cái giá này là mình đóng hàng tháng đó đúng không em? Mỗi tháng mình phải đóng bao nhiêu đó ha, số em vừa đọc đó ha. Đúng rồi, thì cách thức mình đóng cũng rất đơn giản, mình đóng ở các công ty tiện ích như Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, Phương Tùng đều được anh ha, đóng tiền rất là tiện lợi. Rồi, cảm ơn em nhiều nha.